quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant mới đây đưa ra tuyên bố phản ứng của Israel đối với cuộc tấn công bằng hàng trăm tên lửa của Iran sẽ là chết chóc, chính xác tuyệt đối và bất ngờ. Trong đêm hôm 1 tháng 10, Iran đã cho phóng hàng trăm quả tên lửa tấn công vào Israel để trả đũa cho các vụ giết hại thủ lĩnh của nhóm vũ trang phong trào Hồi giáo Hamas và Hezbollah, cùng một vị tướng của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC. Theo tờ Jerusalem Post, trong chuyến thăm đơn vị tình báo 9900 thuộc lực lượng phòng vệ Israel hôm 9 tháng 10, Bộ trưởng Yoav Gallant nhấn mạnh cuộc tấn công của Iran là rất hung hăng nhưng không chính xác. Song cuộc tấn công của chúng ta sẽ gây chết chóc, chính xác tuyệt đối và quan trọng nhất là gây bất ngờ. Họ sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra hoặc xảy ra như thế nào, họ chỉ nhìn thấy kết quả. Hồi tháng 4, Iran từng phóng tên lửa và máy bay không người lái UAV vào Israel để đáp trả cuộc không kích nhằm vào lãnh sự quán Iran tại Damascus, Syria. Vào thời điểm đó, Israel và Mỹ tuyên bố đã ngăn chặn được đòn tấn công từ Iran và không có thiệt hại hay thương vong. Còn trong cuộc tấn công hôm 1 tháng 10 vừa qua, các video trên mạng xã hội ghi lại cảnh tập kích bắn hàng trăm quả tên lửa đạn đạo của Iran đã cho thấy sự thất bại của hệ thống phòng không Israel. Lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố sẽ có phản ứng nghiêm khắc và đáng kể đối với Iran. Trong khi đó, Tehran cũng cảnh báo cả Israel và Mỹ về việc sẽ tấn công mạnh hơn nữa nếu Israel có đòn đáp trả. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là muốn phối hợp với Mỹ để tấn công vào Iran. Song chuyến đi dự kiến của Bộ trưởng Gallant tới Washington vào ngày 8 tháng 10 đã bị hủy sau khi ông Netanyahu được cho là chưa thể liên lạc được với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trước đó, ông Biden đã công khai cảnh báo Israel không được nhắm vào chương trình hạt nhân hoặc các cơ sở dầu mỏ của Iran. Theo truyền thông Mỹ và Israel, lực lượng phòng vệ Israel hiện có phương án thay thế là tấn công vào các địa điểm quân sự và tình báo của Iran. Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim cho hay, quân đội Iran đã thiết lập ít nhất 10 kế hoạch dự phòng để ứng phó với các cuộc tấn công từ phía Israel. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Arachi hôm 8 tháng 10 cũng khẳng định Tehran không sợ chiến tranh. Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này đã trừ khử mọi nhân vật tiềm năng kế nhiệm cố thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah. Trong một thông điệp video ngày 8 tháng 10, ông Netanyahu cho biết chúng tôi đã làm suy yếu năng lực của Hezbollah, chúng tôi đã tiêu diệt hàng ngàn tên khủng bố, bao gồm cả Nasrallah và người thay thế Nasrallah lẫn kẻ kế nhiệm người thay thế. Thủ tướng Israel xác nhận quân đội nước này đã loại bỏ Hashem Safedin, nhân vật được kỳ vọng sẽ thay thế cố thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah đã bị ám sát vào cuối tháng trước trong các cuộc tấn công ở miền nam Liban. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ ông Netanyahu ám chỉ ai khi nói đến kẻ kế nhiệm người thay thế. Theo tờ báo The Guardian, ông Netanyahu cũng cảnh báo người dân Liban có thể sẽ phải đối mặt với cuộc xung đột kéo dài dẫn đến sự hủy diệt và đau khổ giống như người Palestine ở dải Gaza nếu họ không giải phóng đất nước khỏi Hezbollah. Nhà Trắng ngày 9 tháng 10 thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã có cuộc hội đàm hiệu quả với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về biện pháp trả đũa của Tel Aviv đối với vụ tập kích tên lửa hồi tuần trước của Iran, đồng thời nhất trí giữ liên lạc chặt chẽ trong thời gian tới. Thông báo của Nhà Trắng có đoạn: sáng nay ngày 9 tháng 10 theo giờ địa phương, Tổng thống Biden đã điện đàm với Thủ tướng Netanyahu của Israel. Phó Tổng thống Kamala Harris cũng tham gia cuộc điện đàm. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ đã hối thúc Israel cần phải giảm đến mức tối đa mối nguy hại đối với dân thường, đặc biệt là ở những khu vực tập trung đông dân cư tại Beirut, mặc dù nhắc lại lập trường ủng hộ Tel Aviv tấn công phong trào Hezbollah ở Liban. Về vấn đề Gaza, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về yêu cầu cấp thiết phải nối lại biện pháp ngoại giao nhằm giải thoát các con tin bị Hamas giam giữ. Bên cạnh đó, hai bên còn trao đổi về tình hình nhân đạo ở dải Gaza và nhiệm vụ khẩn cấp phải khôi phục các hoạt động tiếp cận với khu vực phía bắc vùng lãnh thổ của Palestine. Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết cuộc điện đàm khoảng 30 phút đã diễn ra trong bầu không khí thẳng thắn, trung thực và hiệu quả. Bà Jean-Pierre xác nhận Mỹ và Israel đã tổ chức nhiều cuộc thảo luận kể từ tuần trước sau vụ tấn công của Iran, đồng thời khẳng định chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với Israel về cách thức mà họ sẽ đáp trả. Về phần mình, văn phòng của Thủ tướng Netanyahu đã xác nhận thông tin về cuộc điện đàm giữa lãnh đạo hai nước. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Dannan tiết lộ, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc điện đàm tích cực
và Tel Aviv đánh giá cao sự ủng hộ của Washington. Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Biden và Thủ tướng Netanyahu diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ căng thẳng giữa hai nhà lãnh đạo này. Đây cũng là cuộc trao đổi đầu tiên giữa Tổng thống Biden và Thủ tướng Netanyahu kể từ ngày 21 tháng 8, khoảng thời gian kéo dài nhiều tuần này, trùng khớp với diễn biến leo thang xung đột nhanh chóng giữa Israel với Iran và phong trào Hezbollah. Đồng thời cũng không xuất hiện bất cứ dấu hiệu nào về triển vọng ngừng bắn giữa Tel Aviv với Hamas nhằm chấm dứt cuộc chiến ở dải Gaza. Cũng trong ngày 9 tháng 10, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng yêu cầu Israel tránh thực hiện các hành động quân sự ở Liban tương tự như những gì đã diễn ra ở dải Gaza, đồng thời bày tỏ lo ngại về tình hình nhân đạo tại vùng lãnh thổ bị chiến tranh tàn phá của Palestine. Phát biểu trước báo giới, ông Matthew Miller quả quyết, chúng ta không thể và không được phép để tình hình ở Liban trở thành điều gì tương tự như tình hình tại Gaza. Tất nhiên, diễn biến đó sẽ là không thể chấp nhận được. Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, Israel không nên thực hiện bất kỳ hành động quân sự nào ở Liban giống như những gì ở Gaza và để lại hậu quả tương tự. Ngoài ra, ông Miller cũng bày tỏ vô cùng quan ngại về tình hình nhân đạo tại dải Gaza, đặc biệt là ở phía bắc vùng lãnh thổ của Palestine, đồng thời khẳng định đây là chủ đề thảo luận rất cấp bách giữa Washington và Tel Aviv. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, chúng tôi đã nói rõ với chính phủ Israel rằng họ có nghĩa vụ, theo quy định của luật nhân đạo quốc tế, phải tạo điều kiện cho thực phẩm, nước uống và các hỗ trợ nhân đạo cần thiết khác được đưa đến mọi nơi ở dải Gaza. Chúng tôi hoàn toàn mong đợi họ tuân thủ những nghĩa vụ đó. Theo tờ Jerusalem Post ngày 8 tháng 10, Israel dự kiến sẽ không tấn công những địa điểm nằm trong chương trình hạt nhân Iran mà sẽ tập trung vào các căn cứ quân sự và địa điểm tình báo khác nhau của Tehran. Trước đó, tờ New York Times của Mỹ cũng đưa tin tương tự về vấn đề này. Sau thông tin của tờ New York Times, các nguồn tin Israel không phủ nhận nội dung, vốn dự đoán rằng hành động trả đũa của Israel đối với Iran sau cuộc tấn công lớn vào đêm 1 tháng 10 sẽ nằm trong kịch bản tấn công ở mức trung bình. Tuy nhiên, theo New York Times, cuộc tấn công đáp trả của Israel vào Iran mà hầu như tất cả các quan chức cấp cao của Israel đều đã công khai tuyên bố sẽ có quy mô lớn hơn nhiều so với cuộc trả đũa hẹp hơn vào ngày 19 tháng 4, khi hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Iran bị hư hại. Tờ Jerusalem Post lưu ý, mặc dù ý tưởng cho rằng bối cảnh hiện tại có thể là cơ hội 50 năm có một lần để tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, các nguồn tin trong chính quyền của Israel cho biết việc tấn công chương trình hạt nhân của Iran không nhất thiết phải phù hợp với mục tiêu của cuộc chiến do nội các an ninh Israel đặt ra. Ví dụ, trong khi mục tiêu được nêu rõ nhất của cuộc chiến là đánh bại Hamas và việc đưa cư dân phía bắc Israel trở lại khu vực biên giới giáp với Liban, thì một mục tiêu chính thức khác là không bị kéo vào một cuộc chiến khu vực toàn diện, đặc biệt là với Iran. Nói cách khác, việc bị lôi kéo vào một cuộc xung đột toàn khu vực với Iran, điều mà nội các an ninh, lực lượng phòng vệ Israel IDF, Mỹ và phần lớn phương Tây lo ngại có thể xảy ra nếu Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, có thể làm mất tập trung và làm suy yếu đáng kể khả năng của IDF trong việc tiêu diệt Hamas và đảm bảo an ninh tốt hơn cho Hezbollah ở Liban. Cũng theo tờ Jerusalem Post, một số quan chức cấp cao của Israel coi cuộc tấn công thứ hai của Iran vào ngày 1 tháng 10 sau cuộc tấn công đầu tiên vào ngày 13 đến ngày 14 tháng 4 không phải là dấu hiệu cho thấy Tehran đã sẵn sàng tham gia vào một cuộc chiến lớn hơn, mà là một nỗ lực nhằm cân bằng lại khả năng răn đe của nước này đối với Israel sau khi IDF đã nỗ lực loại bỏ đáng kể hai công cụ chính sách lớn nhất của Tehran là Hezbollah và Hamas. Theo học thuyết an ninh của Iran trước ngày 7 tháng 10, Tehran luôn có thể sử dụng Hezbollah và Hamas làm mối đe dọa để kiểm soát Israel trong trường hợp Tel Aviv cân nhắc tấn công các địa điểm hạt nhân của Tehran hoặc thực hiện các hành động khác để ngăn chặn mục tiêu của Iran trong khu vực vượt quá mức mà họ có thể chịu đựng được. Tuy nhiên, ý tưởng rằng Israel sẽ không tận dụng cơ hội này, rằng Iran đã tấn công trực tiếp vào Israel lần thứ hai trong 6 tháng. Lần này, bằng hơn 180 tên lửa đạn đạo gây thiệt hại cho nhiều căn cứ không quân của Israel và một số địa điểm nhạy cảm khác để tấn công vào chương trình hạt nhân của Tehran sẽ là không tuân theo tuyên bố nhiều thập kỷ của một số nhà lãnh đạo cấp cao Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant đều coi việc loại bỏ mối đe dọa hạt nhân của Iran là một trong những mục đích lớn nhất trong nhiệm kỳ của họ. Nếu những quan chức cấp cao và các thành viên khác của IDF từ bỏ lựa chọn như vậy để chuyển sang tấn công các căn cứ quân sự và tình báo của Iran, chẳng hạn như các cơ sở tên lửa đạn đạo, cơ sở thiết bị máy bay không người lái và các chỉ huy đã điều phối những cuộc tấn công vào Israel, thì đây sẽ là một sự thay đổi đáng kể theo hướng nhấn mạnh trực tiếp vào Gaza và Liban là những vấn đề an ninh lớn hơn Iran. Mặc dù nội các an ninh Israel đã ám chỉ điều này ngay từ khi cuộc xung đột nổ ra ở Gaza, nhiều nhà quan sát cho rằng cuộc tấn công ngày 1 tháng 10 của Iran vào Israel sau cuộc tấn công vào tháng 4 đã thay đổi cục diện, buộc Iran phải trở thành tâm điểm giống như trước ngày 7 tháng 10 năm 2023.
Nhiều quan chức Mỹ và phương Tây cho biết Israel không thể tự mình phá hủy chương trình hạt nhân của Iran nếu không có sự giúp đỡ của Washington, do Israel không có bom phá bom ke cỡ lớn để phá hủy các cơ sở hạt nhân ngầm của Tehran tại Fordow và Natan. Trong vài tuần qua, Israel triển khai hàng loạt cuộc tấn công vào các lực lượng đồng minh của Iran trên khu vực trải dài hơn 3.000 km ở Trung Đông và đe dọa cả Tehran. Thực tế này đã làm dấy lên khả năng kết thúc hai thập kỷ thống trị của Iran ở khu vực, điều mà cuộc xâm lược của Mỹ ở Iraq năm 2023 vô tình tạo ra. Tại Washington, Tel Aviv, Jerusalem và các thủ đô Ả Rập, những người phản đối và ủng hộ chiến dịch tấn công của Israel đang nghĩ đến chuyện Mỹ nên làm gì tiếp theo sau khi đồng minh của Mỹ đạt được những thành công về chiến thuật từ những cuộc tấn công lực lượng Hezbollah ở Liban và Houthi ở Yemen, trong khi tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm đè bẹp lực lượng Hamas ở dải Gaza. Military Times dẫn lời ông Richard Grunberg, cố vấn cấp cao tại Quỹ bảo vệ dân chủ có khuynh hướng bảo thủ ở Washington, cho rằng Israel nên nhận được mọi hỗ trợ cần thiết từ Mỹ cho đến khi chính phủ Iran trở thành lịch sử. Yoav Guzansky, cựu quan chức cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia Israel, kêu gọi chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden tham gia cùng Israel để tấn công trực tiếp vào Iran. Ông Yoav Guzansky nói, điều đó sẽ gửi thông điệp đúng đắn đến người Iran, đừng gây rối với chúng tôi. Vali Nasr, cố vấn của chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama, cho biết cuối cùng Israel sẽ rơi vào tình huống mà họ chỉ có thể tự bảo vệ mình bằng chiến tranh liên miên. Ông Nasr nói, khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bỏ ngoài tai lời kêu gọi của chính quyền Tổng thống Joe Biden về việc phải kiềm chế, Mỹ và các đối tác của họ ở Trung Đông chỉ còn biết chờ xem ông Netanyahu sẽ làm tới mức nào. Randa Slim, một thành viên của trường nghiên cứu quốc tế Johns Hopkins và là nhà nghiên cứu tại Viện Trung Đông ở Washington, nhận xét, như thể chúng ta chưa rút ra được gì từ những bài học hoặc sự điên rồ của cuộc thử nghiệm ở Iraq năm 2003 về việc định hình lại trật tự Trung Đông. Việc Israel tấn công để đáp trả vụ Iran bắn hàng trăm tên lửa đạn đạo có thể đẩy nhanh những chuyển dịch sức mạnh ở khu vực, dẫn đến một cuộc giao tranh tổng lực mà Tổng thống Mỹ Joe Biden và các chính quyền tiền nhiệm đã nỗ lực ngăn chặn. Các cuộc không kích mở rộng của Israel khiến phe ủng hộ nước này nghĩ đến viễn cảnh làm suy yếu liên minh chống phương Tây, chống Israel của Iran cùng các nhóm vũ trang thân thiết ở Liban, Iraq, Syria và Yemen, từ đó làm giảm hợp tác với Nga và Triều Tiên. Liên minh quân sự mang tên Trục Kháng chiến của Iran trỗi dậy sau chiến dịch xâm lược của Mỹ ở Iraq để lật đổ Tổng thống Saddam, người đã duy trì cuộc giao tranh kéo dài 8 năm để chống lại chế độ giáo sĩ ở Iran. Những tác động không mong muốn đối với Mỹ từ chiến dịch can thiệp vào Iraq còn là sự trỗi dậy của các nhóm cực đoan, trong đó có tổ chức cực đoan nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Ông Ihsan Asimari, giáo sư ngành khoa học chính trị tại Đại học Baghdad, đánh giá, hai thập kỷ trước, ai có thể hình dung một ngày Iran hỗ trợ Nga bằng vũ khí, lý do là vì ảnh hưởng của họ, tức Iran, ngày càng lớn sau khi Mỹ lật đổ ông Saddam. Giáo sư Mehran Kamrava, một chuyên gia về Trung Đông tại Đại học Georgetown ở Qatar, cho rằng cuộc xung đột hiện nay có thể kết thúc bằng việc Israel sa lầy vào cuộc giao tranh trên bộ ở Liban. Các quan chức Hezbollah không đòi hỏi lệnh ngừng bắn ở dải Gaza như một điều kiện tiên quyết để tiến tới lệnh ngừng bắn ở Liban nữa. Điều này cho thấy lực lượng này đã từ bỏ lời thề mà họ thường tuyên bố, đó là sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi Israel dừng tấn công Hamas. Kể từ khi Hezbollah bắt đầu phóng tên lửa qua biên giới Liban cách đây một năm, các lãnh đạo Hezbollah liên tục tuyên bố sẽ không dừng lại cho đến khi Israel chấm dứt chiến sự ở dải Gaza. Tuy nhiên, ông Naim Qassem, phó lãnh đạo của Hezbollah, vừa thể hiện thay đổi về quan điểm trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 8 tháng 10. Dù ông vẫn hứa sẽ tiếp tục sát cánh cùng Hamas và người Palestine trong cuộc chiến với Israel. Ông Qassem hiện là quan chức cấp cao nhất của Hezbollah sau khi ông Syed Hassan Nasrallah thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel. Trong bài phát biểu, ông Qassem ủng hộ những nỗ lực của Chủ tịch Quốc hội Liban, Nabi Berri, nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn, nhưng không nêu ra điều kiện tiên quyết. Ông Qassem nói, chúng tôi ủng hộ hoạt động chính trị do ông Berri lãnh đạo để đạt được lệnh ngừng bắn. Nếu kẻ thù Israel tiếp tục muốn chiến tranh, thì chiến trường sẽ quyết định. Cách đây ít ngày, hai quan chức cấp cao hơn của Hezbollah cũng đã nói về lệnh ngừng bắn ở Liban mà không liên quan đến dải Gaza. Hezbollah không nói rõ về sự thay đổi lập trường. Lực lượng này không bình luận về suy luận trên báo chí. Ông Sami Abu Zuri,
một quan chức cấp cao của Hamas, chia sẻ với Reuters rằng nhóm này vẫn tin tưởng vào lập trường của Hezbollah về việc gắn bất kỳ thỏa thuận nào với đòi hỏi dừng chiến sự ở dải Gaza. Tuy nhiên, một quan chức chính phủ Liban giấu tên nói với báo chí rằng Hezbollah đã thay đổi lập trường vì nhiều áp lực, như việc phải di rời hàng loạt người dân khỏi các khu vực bầu cử chính, nơi những người ủng hộ lực lượng Hồi giáo Shiite sinh sống ở miền nam Liban và vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut. Quan chức này cho biết Hezbollah đang thay đổi quan điểm, cũng là do chiến dịch tấn công trên bộ đang ngày càng dữ dội của Israel và một số nhân vật chính trị Liban phản đối lập trường của Hezbollah. Trong những ngày gần đây, các nghị sĩ hàng đầu thuộc những giáo phái khác trong nền chính trị chấp vá của Liban đã kêu gọi phải đạt được thỏa thuận chấm dứt giao tranh không gắn với tương lai của Liban, quốc gia vốn đã bị tàn phá bởi cuộc khủng hoảng kinh tế từ nhiều năm trước. Cuối tuần qua, ông Mahmoud Qati, một quan chức của Hezbollah, phát biểu trên đài truyền hình nhà nước Iraq rằng lực lượng này sẵn sàng bắt đầu xem xét các giải pháp chính trị sau khi Israel dừng chiến dịch xâm lược Liban và cũng không nhắc đến dải Gaza. Các nhà ngoại giao cho rằng Hezbollah có thể đã thay đổi quan điểm quá muộn để tạo ra bất kỳ động lực ngoại giao nào. Trong những ngày qua, Israel vẫn tăng cường tấn công bằng lực lượng bộ binh ở khu vực biên giới, không kích Beirut và những nơi khác. Một nhà ngoại giao làm việc tại Liban cho biết giải pháp mà Israel đang theo đuổi là quân sự chứ không phải ngoại giao. Một nhà ngoại giao cấp cao phương Tây thừa nhận chưa có dấu hiệu nào cho thấy các bên sẽ sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Mohannad Hage Ali, chuyên gia tại trung tâm Carnegie Trung Đông đánh giá Israel đã giành thế thượng phong sau khi tăng cường áp lực quân sự lên Hezbollah. Hezbollah đang chơi trò chính trị, nhưng điều đó chưa đủ đối với người Israel. Mọi chuyện không diễn ra theo cách đó. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảnh báo người dân Liban rằng họ có thể sẽ phải đối mặt với sự hủy diệt và đau khổ giống như người Palestine ở dải Gaza bị chiến tranh tàn phá nếu họ không giải phóng đất nước khỏi Hezbollah. Trong bài phát biểu hướng tới người dân Liban, Thủ tướng Netanyahu cho rằng các bạn có cơ hội cứu Liban trước khi đất nước này rơi vào vực thẳm của một cuộc xung đột kéo dài sẽ dẫn đến sự hủy diệt và đau khổ như chúng ta thấy ở Gaza. Tôi nói với các bạn, những người dân Liban, hãy giải phóng đất nước của các bạn khỏi Hezbollah để cuộc chiến này có thể chấm dứt. Cũng trong bài phát biểu, Thủ tướng Israel khẳng định tân thủ lĩnh Hezbollah Hashim Safedin đã thiệt mạng trong đợt không kích của Israel vào Beirut ngày 3 tháng 10. Trong một diễn biến liên quan, căng thẳng giữa Iran và Israel luôn là một trong những điểm nóng tại Trung Đông và tình hình càng trở nên phức tạp hơn trong thời gian gần đây khi Iran phát đi cảnh báo nghiêm trọng tới các quốc gia vùng vịnh về việc hỗ trợ Israel. Nguồn tin từ Reuters cho biết, một quan chức cấp cao của Iran đã nhấn mạnh rằng Tehran sẽ không chấp nhận bất kỳ hành động nào từ các quốc gia vùng vịnh nhằm hỗ trợ Israel trong các hoạt động quân sự chống lại Iran, đồng thời khẳng định rằng bất kỳ hành động nào như vậy sẽ bị Iran đáp trả mạnh mẽ. Quan chức Iran trên khẳng định việc các quốc gia vùng vịnh cho phép sử dụng không phận hoặc các căn cứ quân sự của mình cho Israel tấn công Iran sẽ được coi là hành động khiêu khích và sẽ dẫn đến một phản ứng quân sự tương ứng từ Tehran. Iran đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết trong khu vực và kêu gọi các quốc gia vùng vịnh giữ lập trường trung lập trong bất kỳ cuộc xung đột nào giữa Israel và Iran. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã đến Ả Rập Xê Út và các quốc gia vùng vịnh khác để tham gia vào các cuộc đàm phán cấp cao. Những chuyến thăm này diễn ra sau khi Iran có cuộc thảo luận với một số nước Ả Rập vùng vịnh tại Hội nghị châu Á ở Qatar vào tuần trước. Trong các cuộc họp, Iran đã tìm cách trấn an những quốc gia này rằng Tehran không tìm kiếm xung đột nhưng cũng cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu các quốc gia vùng vịnh tham gia hoặc hỗ trợ bất kỳ hành động quân sự nào của Israel chống lại Iran. Một trong những điểm nổi bật trong tuyên bố của Iran là cảnh báo đối với việc sử dụng không phận và căn cứ quân sự của các quốc gia vùng vịnh cho Israel. Quan chức Iran nhấn mạnh rằng nếu bất kỳ quốc gia nào trong khu vực cho phép Israel sử dụng không phận hoặc căn cứ quân sự để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Iran, hành động đó sẽ bị coi là một sự tham gia tích cực vào xung đột và sẽ dẫn đến phản ứng từ Iran. Qatar, Kuwait, Bahrain, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Ả Rập Xê Út đều có căn cứ quân sự của Mỹ, khiến họ trở thành điểm trọng yếu trong bất kỳ cuộc xung đột nào liên quan đến Iran. Mỹ, một đồng minh lớn của Israel, cũng đóng vai trò quan trọng tại đây và các căn cứ quân sự này có thể là yếu tố quyết định trong cuộc đối đầu giữa Israel và Iran. Iran cũng nhấn mạnh rằng sự trung lập của các quốc gia vùng vịnh là điều tối thiểu mà Tehran mong đợi từ họ. Theo một nhà ngoại giao phương Tây tại vùng vịnh, trong cuộc họp giữa các quốc gia vùng vịnh và Iran tại Doha, Qatar, Tehran đã đưa ra thông điệp rõ ràng rằng họ mong muốn các quốc gia trong khu vực không can thiệp vào xung đột và duy trì lập trường trung lập. Nhà ngoại giao này cũng lưu ý rằng
Tehran sẽ theo dõi chặt chẽ các phản ứng của các quốc gia vùng vịnh trong trường hợp bị Israel tấn công, đặc biệt là về việc sử dụng các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 8 tháng 10 cho hay, các cuộc không kích của nước này đã hạ sát hai người có khả năng kế nhiệm thủ lĩnh Hezbollah, Hassan Nasrallah. Tuyên bố được đưa ra trong bài phát biểu qua video gửi tới người dân Liban, đăng tải trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter. Ông Netanyahu cho biết, chúng tôi đã làm suy yếu năng lực của Hezbollah. Chúng tôi đã tiêu diệt hàng nghìn chiến binh, bao gồm cả thủ lĩnh Hassan Nasrallah, người thay thế ông ta và cả người thay thế cho người thay thế, nhưng không nêu tên hai người thay thế. Ông Netanyahu nói, Hezbollah hiện giờ đã yếu hơn nhiều so với nhiều năm trước. Thủ tướng Israel cũng gửi thông điệp tới người dân Liban. Các bạn có cơ hội cứu Liban trước khi rơi vào vực thẳm của một cuộc chiến tranh kéo dài sẽ dẫn đến sự hủy diệt và đau khổ như chúng ta thấy ở Gaza. Không nhất thiết phải như vậy. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, Hashem Safieddine, người được kỳ vọng sẽ kế nhiệm thủ lĩnh Nasrallah, có thể đã bị loại bỏ. Ông Gallant nói, Hezbollah không còn là đầu não sau cái chết của Nasrallah. Người thay thế ông ấy có lẽ cũng đã bị loại bỏ và toàn bộ dàn chỉ huy cấp cao đã bị xóa sổ. Ông Gallant nhận định, Hezbollah không còn có người ra quyết định và năng lực tác chiến của nhóm đã suy giảm. Cho rằng kho vũ khí khổng lồ của nhóm vũ trang Liban hiện tại còn thua kém tổ chức Hamas ở dải Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhấn mạnh, Hezbollah đang trong tình trạng tàn tạ và tan vỡ, không còn năng lực chỉ huy và hỏa lực đáng kể. Ban lãnh đạo của tổ chức này đã tan rã sau khi Hassan Nasrallah bị loại bỏ. Theo người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari, Israel biết tin Safieddine đang ở trong trụ sở tình báo của Hezbollah khi máy bay chiến đấu của Israel không kích Liban vào tuần trước. Israel hiện đang kiểm tra tình trạng của Safieddine và sẽ công bố khi có thông tin chính xác. Quân đội Israel ngày 8 tháng 10 cho biết, các cuộc không kích dữ dội nhằm vào các cơ sở ngầm của Hezbollah ở miền nam Liban trong 24 giờ trước đó đã sát hại ít nhất 50 chiến binh, bao gồm 6 chỉ huy khu vực và các quan chức khu vực. Hôm 8 tháng 10, Bộ Quốc phòng Israel đã thông báo với Lầu Năm Góc rằng Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant đã hủy chuyến thăm Mỹ vài giờ trước khi ông dự kiến khởi hành. Sau khi truyền thông đưa tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra các điều kiện để chấp thuận chuyến thăm vào phút chót. Theo truyền thông, Thủ tướng Netanyahu đã ngăn chuyến thăm của ông Yoav Gallant vì muốn thảo luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden về kế hoạch trả đũa của Israel với Iran trước khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khởi hành. Hai nhà lãnh đạo đã không thảo luận trong gần 50 ngày giữa bối cảnh Washington ngày càng thất vọng với cách xử lý xung đột của ông Netanyahu và nhận thấy thiếu chiến lược để chấm dứt cuộc chiến. Trong chính phủ Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant được biết đến là người có tiếng nói tương đối ôn hòa, thường xuyên liên lạc với chính quyền ông Biden vào thời điểm sự hoài nghi giữa ông Biden và ông Netanyahu ngày càng gia tăng. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ, ông Yoav Gallant đã lên lịch khởi hành đến Mỹ vào tối ngày 8 tháng 10, sau đó gặp Bộ trưởng Quốc phòng và Cố vấn An ninh Mỹ Jack Sullivan vào ngày 9 tháng 10. Kênh truyền hình Channel 12 của Israel đưa tin, ông Netanyahu đã chờ đợi cuộc gọi từ ông Biden suốt 10 ngày qua. Nguồn tin tiết lộ, ông Netanyahu cũng đặt điều kiện cho chuyến thăm là nội các an ninh trước tiên phải chấp thuận kế hoạch đáp trả của Israel đối với cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran. Báo cáo cho biết, vào đêm trước lễ Rosh Hashanah một ngày sau cuộc tấn công của Iran, ông Gallant đã nói chuyện với Thủ tướng Netanyahu về lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Israel dự kiến tới Mỹ cùng các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng để thảo luận về việc phối hợp với Washington về phản ứng của Israel đối với Iran, sự hỗ trợ của Mỹ đối với việc bảo vệ Israel trong trường hợp Iran phản ứng và các vấn đề liên quan đến việc triển khai lực lượng Mỹ trong khu vực. Trả lời các quan chức giấu tên tại văn phòng Thủ tướng, nguồn tin cũng cho biết ông Yoav Gallant không có lý do gì để thực hiện chuyến thăm này cho đến khi nội các thông qua các phản ứng với Iran, vì đó là vấn đề chính mà ông phải thảo luận với người đồng cấp Lloyd Austin. Trước những động thái trên, Chủ tịch Đảng Đoàn kết Quốc gia ông Benny Gantz chỉ trích ông Netanyahu. Ông Gantz đăng trên mạng xã hội X rằng, việc hủy chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng tới Mỹ gây tổn hại đến an ninh quốc gia vào thời điểm quan trọng đối với an ninh của chúng ta vì những cân nhắc cá nhân và chính trị. Ông Gallant và ông Netanyahu đã xảy ra nhiều bất đồng trong 2 năm qua. Thủ tướng Netanyahu trong nhiều tháng qua đã cân nhắc đến phương án sa thải Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của nước này. Tháng 3 năm 2023, Thủ tướng Netanyahu đã sa thải ông Yoav Gallant sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo về mối nguy hiểm đối với an ninh quốc gia bắt nguồn từ những rạn nứt của các kế hoạch cải tổ tư pháp gây chia rẽ sâu sắc của chính phủ. Giữa các cuộc biểu tình công khai chưa từng có, ông Yoav Gallant đã được phục chức 2 tuần sau đó. Một số nguồn tin cho biết, vào năm ngoái,
ông Netanyahu đã ngăn cản ông Yoav Gallant đến thăm Washington lần thứ hai bởi ông không nhận được lời mời từ chính nhà lãnh đạo này. Vào tháng 8 năm 2023, ông Netanyahu được cho là đã cấm các bộ trưởng tham dự những cuộc họp cấp cao ở Washington khi ông đang đợi thảo luận với Tổng thống Joe Biden. Quân đội Israel thông báo đã phát hiện một đường hầm của Hezbollah chạy từ Liban vào lãnh thổ nước này và lượng vũ khí của nhóm vũ trang Hồi giáo thân Iran ở bên kia biên giới. Theo lực lượng phòng vệ Israel IDF, lúc phát hiện đường hầm ngắn chỉ dài khoảng 20 mét nói trên của Hezbollah chưa có lối ra trong lãnh thổ nước này, nhưng cắt qua đường địa phận định xanh do Liên Hợp Quốc công nhận khoảng 10 mét, khu vực phía tây của biên giới, gần làng Mawahin của Liban và ngay đối diện với cộng đồng Jarid của Israel. Báo Time of Israel dẫn tuyên bố ngày 8 tháng 10 của IDF nhấn mạnh không có thị trấn hoặc làng mạc nào của đất nước từng bị đường hầm trên đe dọa. Các chuyên gia Israel nhận định Hezbollah bắt đầu xây dựng đường hầm cách đây khoảng 2 năm. IDF đã nhanh chóng phát hiện ra kế hoạch nhưng ngấm ngầm theo dõi quá trình xây dựng cấu trúc bí mật này. Lực lượng biệt kích Israel đã xác định được vị trí thực tế của đường hầm trong các vụ tấn công ở miền nam Liban cách đây vài tháng. IDF thông báo đã lục soát đường hầm và tìm thấy lượng lớn vũ khí bên trong, bao gồm cả thuốc nổ và tên lửa chống tăng. Trong lúc thực hiện chiến dịch trên bộ chống Hezbollah ở miền nam Liban, binh lính Israel đã tận dụng cơ hội phá hủy đường hầm này. Cùng ngày, Sư đoàn 98 của IDF đã ra báo cáo tóm tắt một tuần hoạt động ở miền nam nước láng giềng. Thống kê đã loại bỏ hơn 200 chiến binh Hezbollah tại một số ngôi làng Liban giáp biên giới Israel. Đội hình tinh nhuệ gồm lính dù, các đơn vị biệt kích cùng lữ đoàn thiết giáp số 7 và đơn vị kỹ thuật chiến đấu Yahalom là lực lượng đầu tiên của Israel tiến vào Liban khi chiến dịch tấn công có giới hạn trên bộ chính thức bắt đầu vào ngày 30 tháng 9. Sư đoàn 98 của IDF tiết lộ đã phát hiện hàng trăm vũ khí tại các ngôi làng biên giới của Liban và sử dụng hơn 100 tấn thuốc nổ để phá hủy một số đường hầm của Hezbollah. Sư đoàn từng chiến đấu với phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza trong nhiều tháng, đánh giá Hezbollah là một nhóm vũ trang các tổ chức tốt hơn nhiều so với Hamas, nhưng chủ yếu hoạt động trên mặt đất, thay vì các đường hầm như nhóm đồng minh ở Gaza. Sư đoàn 98 cũng xác định Hezbollah còn sở hữu vũ khí tiên tiến hơn Hamas. Tuy nhiên, họ quả quyết vẫn chiếm ưu thế và đã thành công trong các nhiệm vụ chống nhóm vũ trang thân Tehran ở Liban. Phát biểu bên lề một hội nghị ở Tehran, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Arachi khẳng định nước này không muốn leo thang căng thẳng ở Trung Đông và ủng hộ các nỗ lực ngừng bắn, nhưng đã chuẩn bị đầy đủ cho xung đột. Đài RT đã dẫn lời ông Arachi nhấn mạnh, chúng tôi không sợ xung đột mà sẵn sàng cho mọi kịch bản. Các lực lượng vũ trang Iran cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Theo hãng thông tấn Mer, nhà ngoại giao hàng đầu Iran hôm 8 tháng 10 cũng cảnh báo Israel không nên thử thách ý chí của Tehran. Ông Arachi quả quyết, bất kỳ vụ tập kích nào vào Iran cũng sẽ phải đối mặt với phản ứng dữ dội. Trước đó, truyền thông khu vực đưa tin, quân đội Iran đã chuẩn bị ít nhất 10 kịch bản cho cuộc tấn công có thể xảy ra của Israel. Theo tờ Tehran Times, Quốc hội Iran đang soạn thảo hiệp ước kháng chiến nhằm tăng cường an ninh khu vực và chống lại các mối đe dọa tiềm tàng từ bên ngoài, đặc biệt là từ Mỹ và Israel. Hiệp ước quy định tất cả các quốc gia ký kết sẽ phải cung cấp hỗ trợ toàn diện, bao gồm cả hỗ trợ quân sự, kinh tế và chính trị, trong trường hợp bất kỳ nước thành viên nào bị Israel hoặc đồng minh tấn công. Chính quyền Tổng thống Joe Biden hy vọng sẽ tránh lặp lại các cuộc tấn công khiến họ bất ngờ, chẳng hạn như vụ ám sát thủ lĩnh Hezbollah. Các quan chức Mỹ cho biết, Israel cho đến nay đã từ chối tiết lộ cho chính quyền ông Biden chi tiết về kế hoạch trả đũa Tehran. Các quan chức Mỹ cho biết, ngay cả khi Nhà Trắng đang kêu gọi đồng minh thân cận nhất ở Trung Đông không tấn công các cơ sở dầu mỏ hoặc cơ sở hạt nhân của Iran trong bối cảnh lo ngại về việc mở rộng phạm vi xung đột khu vực. Các quan chức Mỹ tỏ ra thất vọng vì họ liên tục mất cảnh giác trước hành động quân sự của Israel ở Gaza và Liban, đồng thời đang tìm cách ngăn chặn sự leo thang hơn nữa. Một số người đã hy vọng Mỹ có thể tìm hiểu thêm về những gì Israel đang dự tính trong chuyến thăm, cuộc gặp dự kiến của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd Austin tại Lầu Năm Góc, nhưng ông Gallant đã hoãn chuyến đi. Một quan chức Israel cho biết, vào tối ngày 7 tháng 10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ngăn không cho ông Gallant đến Mỹ, giữa lúc khi Israel tiếp tục lên kế hoạch cho đòn tấn công trả đũa Iran. Các quan chức Mỹ cho biết, họ chưa biết thời điểm tấn công cũng như mục tiêu mà Israel có thể nhắm tới. Tháng trước, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công nhắm vào thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah mà không thông báo trước cho Mỹ. Vụ đánh bom diễn ra khi Washington đang hy vọng hoàn tất kế hoạch ngừng bắn giữa Israel và Liban đã khiến cho quan chức chính quyền cấp cao ngạc nhiên.
Xin lỗi, ông vừa nói gì cơ? Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Austin đã tỏ ra bất ngờ khi ông Garland thông báo về vụ ám sát Nasrallah. Theo các quan chức Mỹ quen thuộc với cuộc trò chuyện, trong cuộc trò chuyện thứ hai cùng ngày, ông Austin đã hỏi ông Garland liệu rằng Israel có sẵn sàng đơn độc khi phải tự bảo vệ mình hay không. Các quan chức quốc phòng cho biết ông Austin rất bực mình vì Mỹ không có đủ thời gian để bố trí lực lượng của mình để có thể phòng thủ Israel hoặc bảo vệ quân đội Mỹ gần đó. Với việc Israel hứa hẹn sẽ đáp trả đòn tấn công tên lửa của Iran, các quan chức Mỹ hy vọng lần này họ sẽ có thông tin chi tiết về một cuộc tấn công để Mỹ có thể tham gia có ý nghĩa hơn. Trong một năm qua, Israel đã nhiều lần nghe lời khuyên của Mỹ, cụ thể như lúc Mỹ đang tìm cách giải tỏa thành phố Rafah ở phía nam dải Gaza, Israel đã hạn chế các hoạt động quân sự ở đó. Mỹ cũng thuyết phục được Israel không tiến hành cuộc tấn công vào Hezbollah ở Liban dựa trên thông tin tình báo sai lầm chỉ vài ngày sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas. Nhưng đòn trả đũa của Israel đối với Iran có thể thách thức giới hạn phản ứng của nước này. Tướng quân đội Eric Kurila, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, chịu trách nhiệm về các hoạt động quân sự của Mỹ ở Trung Đông, đã tới Israel vào Chủ nhật tuần trước. Tại đây, ông đã gặp ông Garland và chỉ huy quân sự hàng đầu của Israel, một phần để cảnh báo về việc tấn công các địa điểm hạt nhân hoặc cơ sở khai thác dầu của Iran. Ông Garland được nhiều người coi là quan chức Israel phản ứng nhanh nhất trước những lo ngại của Mỹ về việc Israel tiến hành cuộc xung đột ở Gaza, đặc biệt là liên quan đến việc tăng cường viện trợ nhân đạo vào vùng đất này và lập kế hoạch quản lý đất sau xung đột. Ông Austin và ông Garland đã giữ liên lạc chặt chẽ trong suốt năm qua. Đôi khi họ điện đàm nhiều lần trong tuần và được coi là có mối quan hệ tốt. Tuy nhiên, đến giờ các quan chức Mỹ vẫn không được phía Israel đảm bảo rằng họ sẽ được thông báo trước về đòn tấn công trả đũa nhằm vào Iran. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabri Nasai cho biết ông Austin và ông Garland đã nói chuyện hơn 80 lần trong năm qua. Một ngày sau, Tổng thống Biden xuất hiện tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng để nói rằng Israel nên kiềm chế tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran. Ngày 9 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã hủy chuyến thăm Mỹ giữa lúc truyền thông Israel đưa tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu muốn thảo luận trước với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Việc hủy bỏ bất ngờ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng giữa Israel và Iran, khi Israel cân nhắc các lựa chọn để đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào tuần trước, cuộc tấn công thứ hai trong năm nay nhằm vào Israel. Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối cho biết lý do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Gallant hủy chuyến thăm. Hãng tin Inet của Israel đã đưa tin Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant hy vọng chuyến thăm Mỹ của ông sẽ tăng cường sự phối hợp về vấn đề Iran. Nhưng vài giờ trước khi khởi hành, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đặt ra hai điều kiện tiên quyết: điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden và nội các phê duyệt phản ứng đối với Iran. Hôm qua, Iran đã báo cáo Israel không được thực hiện lời đe dọa trả đũa. Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết, bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng của Iran đều sẽ bị trả đũa. Iran cũng cảnh báo các quốc gia vùng vịnh sẽ phản ứng mạnh nếu cho phép không phận của mình được sử dụng để chống lại Iran. Trong khi đó, các cường quốc phương Tây đang tìm kiếm một giải pháp ngoại giao, lo ngại cuộc xung đột có thể lan rộng ở Trung Đông, khu vực sản xuất dầu quan trọng của thế giới. Trước đó, ngày 8 tháng 10, Phó Thư ký Báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ Sabri Nasai cho biết rằng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã hủy chuyến thăm tới Lầu Năm Góc. Theo Phó Thư ký Sai, Israel đã hủy cuộc họp dự kiến vào ngày 9 tháng 10 giữa ông Gallant và người đồng cấp Mỹ ông Lloyd Austin trong lúc quốc gia Trung Đông đang tranh luận về cách thức phản ứng với cuộc tấn công của Iran hồi tuần trước. Theo kế hoạch ban đầu, nếu chuyến thăm diễn ra, Bộ trưởng Gallant cũng sẽ gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan. Bà Sai cho biết thêm, Washington vẫn tiếp tục tham vấn Israel về phản ứng có thể đối với Tehran. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã cố gắng kéo Israel tránh xa một cuộc tấn công vào Iran, vốn sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột lan rộng khắp khu vực, với việc ông chủ Nhà Trắng phản đối tấn công các cơ sở hạt nhân và dầu mỏ của Tehran. Trước đó, truyền thông địa phương cho biết, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ngăn chặn chuyến thăm Mỹ của Bộ trưởng Yoav Gallant. Theo kênh tin tức 12, Thủ tướng Netanyahu đã chỉ đồng ý cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Gallant tới thăm Mỹ cho đến khi ông nói chuyện được với Tổng thống Biden. Cách đây 10 ngày, nhà lãnh đạo Mỹ đã cam kết sẽ nói chuyện với người đứng đầu chính phủ Israel.
Ngày 8 tháng 10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảnh báo người dân Liban rằng họ có thể phải đối mặt với sự hủy diệt và đau khổ, giống như người Palestine ở Gaza bị chiến tranh tàn phá nếu họ không giải phóng đất nước khỏi Hezbollah. Trong bài phát biểu hướng tới người dân Liban, Thủ tướng Netanyahu cho rằng các bạn có cơ hội cứu Liban trước khi đất nước này rơi vào vực thẳm của một cuộc chiến tranh kéo dài sẽ dẫn đến sự hủy diệt và đau khổ như chúng ta thấy ở Gaza. Tôi nói với các bạn, những người dân Liban, hãy giải phóng đất nước của các bạn khỏi Hezbollah để cuộc chiến này có thể chấm dứt. Cũng trong bài phát biểu, Thủ tướng Israel khẳng định tân thủ lĩnh Hezbollah Hassem Safieddine đã thiệt mạng trong đợt không kích của Israel vào Beirut ngày 3 tháng 10. Đồng thời, ông Netanyahu xác nhận người thay thế thủ lĩnh Safieddine cũng đã bị tiêu diệt, song không nêu rõ danh tính. Trong khi đó, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, ngày 8 tháng 10 cho biết 50 chiến binh và ít nhất 6 chỉ huy cấp cao trong hàng ngũ của Hezbollah đã thiệt mạng trong loạt không kích của IDF vào Liban trước đó một ngày. Ông Hagari phát biểu, chúng tôi có thể xác nhận rằng trong cuộc không kích, hơn 50 tên khủng bố, trong đó có 6 chỉ huy cấp cao đã thiệt mạng. Đây là một đòn giáng nặng nề vào Hezbollah. Chúng ta có thể thấy điều này ngay bây giờ trong cuộc giao tranh ở miền nam Liban. Ngày 7 tháng 10, IDF cho biết khoảng 100 máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện một đợt không kích lớn vào hơn 120 mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Liban. Các cuộc không kích kéo dài 1 giờ đã tấn công vào các địa điểm của Hezbollah thuộc mặt trận phía nam của nhóm này, bao gồm lực lượng Rescuan tinh nhuệ, sư đoàn tên lửa và rocket, cũng như sư đoàn tình báo của Hezbollah. Tối ngày 8 tháng 10, quân đội Israel thông báo, trong nửa tháng qua, lực lượng Hezbollah ở Liban đã bắn tổng cộng 3.000 quả tên lửa tấn công Israel. Thông báo của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, kể từ khi không quân Israel bắt đầu chiến dịch không kích quy mô lớn mang mật danh mũi tên phương Bắc vào Liban ngày 23 tháng 9, phong trào Hezbollah đã tiến hành hàng trăm cuộc tập kích với khoảng 3.000 quả tên lửa tấn công Israel, tập trung chủ yếu ở khu vực phía Bắc. Tuy nhiên, thông báo không đề cập số thương vong cũng như thiệt hại do các cuộc tập kích của nhóm vũ trang Liban gây ra. Trước đó, trong báo cáo công bố ngày 7 tháng 10, Bộ Quốc phòng Israel cho biết Hezbollah phóng tổng cộng 12.400 quả tên lửa và máy bay không người lái tấn công Israel, chiếm gần một nửa số vật thể bay tấn công vào Israel kể từ đầu xung đột ngày 7 tháng 10 năm 2023. Liên quan đến cuộc chiến tại Liban, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 8 tháng 10 cảnh báo quốc gia láng giềng có thể sẽ phải đối mặt với sự tàn phá tương tự như giải Gaza nếu người dân nước này không rời bỏ Hezbollah. Trong một thông điệp bằng video gửi người dân Liban, ông Netanyahu nhấn mạnh, người dân Liban có cơ hội để cứu đất nước của mình khỏi vực thẳm của một cuộc chiến kéo dài với kết cục bị tàn phá và đau thương như ở giải Gaza bằng cách rời bỏ Hezbollah. Lời cảnh báo của Thủ tướng Israel được đưa ra trong bối cảnh không quân, bộ binh và pháo binh nước này đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công tổng lực vào Liban để hủy diệt năng lực quân sự của Hezbollah. Chiến dịch tấn công bắt đầu từ sáng sớm ngày 23 tháng 9 bằng hàng trăm cuộc không kích dữ dội vào cả khu vực phía đông, phía nam và ngoại ô thủ đô Beirut của Liban. Một tuần sau đó, đêm 30 tháng 9, bộ binh Israel bắt đầu tiến qua biên giới, tấn công khu vực phía nam Liban. Quân đội Israel khẳng định chiến dịch tấn công bộ binh vào Liban là hạn chế, khoanh vùng và có mục tiêu rõ ràng. Với thời gian tác chiến chỉ trong vài tuần, tuy nhiên, dư luận khu vực cũng như quốc tế lo ngại Israel có thể mở rộng và kéo dài cuộc chiến, biến Liban thành một giải Gaza thứ hai. Ngày 8 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, dường như Hassem Safieddine, người kế nhiệm thủ lĩnh Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah, đã bị tiêu diệt. Phát biểu ngày 8 tháng 10 với các sĩ quan tại Sở Chỉ huy miền Bắc của quân đội Israel, ông Gallant nói, Hezbollah hiện là một tổ chức không có người lãnh đạo. Nasrallah đã bị tiêu diệt và có lẽ người thay thế ông ta cũng đã bị tiêu diệt. Cùng với việc đưa ra nhận định nêu trên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel không cung cấp thêm thông tin chi tiết nào. Nhưng theo ông, hiện nay trong Hezbollah không còn ai đưa ra quyết định, không còn ai hành động. Thủ lĩnh Hezbollah, ông Hassan Nasrallah đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích vào ngày 27 tháng 9 của Israel nhằm vào khu vực phía nam thủ đô Beirut của Liban, khiến sự chú ý chuyển sang nhân vật được coi là người kế nhiệm, ông Hassem Safieddine. Tuy nhiên, sau các cuộc không kích của Israel cũng vào khu vực ngoại ô phía nam Beirut, thì kể từ ngày 4 tháng 10, dù Hezbollah chưa xác nhận nhưng đã có đồn đoán rằng ông Safieddine đã thiệt mạng. Vào ngày 5 tháng 10, ba nguồn tin an ninh của Liban nói với hãng tin Reuters của Anh rằng từ hôm 4 tháng 10, người ta đã không thể liên lạc được với ông Safieddine. Nhân vật được kỳ vọng sẽ kế nhiệm lãnh đạo bị sát hại Hassan Nasrallah làm thủ lĩnh Hezbollah. Trước đó, đài phát thanh công cộng Khan TV dẫn lời các quan chức cấp cao trong chính phủ Israel cho biết, ông Safieddine đang ở trong một công trình ngầm bị Israel oanh tạc ngày 4 tháng 10 bằng bom xuyên bong ke nhằm mục tiêu cụ thể vào ông.
Các quan chức này nhấn mạnh ông Seferin khó có khả năng sống sót sau cuộc tấn công. Tuy nhiên, khi đó, cả Israel và Hezbollah đều chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về tình trạng của ông Seferin. Ông Seferin là anh em họ của cố thủ lĩnh Hezbollah, và giống như ông Nasrallah, Seferin là một giáo sĩ mang chiếc khăn xếp đen, biểu tượng cho dòng dõi của nhà tiên tri Mohammed trong đạo Hồi. Bộ Ngoại giao Mỹ đã liệt kê ông Seferin vào danh sách phần tử khủng bố vào năm 2017 và vào tháng 6 vừa qua. Ông Seferin đe dọa sẽ có một cuộc leo thang lớn chống lại Israel sau khi một chỉ huy khác của Hezbollah bị sát hại. Tại đám tang của viên chỉ huy này, ông Seferin nói, hãy để kẻ thù chuẩn bị khóc lóc và than vãn. Những phát biểu công khai của ông Seferin thường phản ánh lập trường quân sự của Hezbollah và sự ủng hộ của nhóm đối với người Palestine. Tại một sự kiện gần đây ở Dahiyeh, khu vực được coi là thành trì của Hezbollah ở phía nam Beirut, ông Seferin tuyên bố, lịch sử của chúng ta, vũ khí và tên lửa của chúng ta ở bên các bạn, thể hiện sự đoàn kết với các tay súng người Palestine. Theo chuyên gia Philip Smith, khi còn sống, thủ lĩnh Hezbollah, ông Nasrallah, đã dành cho ông Seferin các vị trí quan trọng trong nhiều hội đồng khác nhau của Hezbollah tại Liban. Mối quan hệ gia đình, sự giống nhau về ngoại hình với thủ lĩnh Nasrallah và vị thế tôn giáo của ông Seferin như một hậu duệ của nhà tiên tri Mohammed đều là những yếu tố có lợi cho nhân vật này. Người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, cho biết quân đội nước này vẫn đang đánh giá kết quả của cuộc không kích ngày 3 tháng 10 vào Beirut của Liban, được cho là đã tiêu diệt người kế nhiệm của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah là ông Hassan Seferin. Ông Hagari cho biết, chúng tôi đã tấn công trụ sở tình báo của Hezbollah ở Beirut. Đây là nơi làm việc của người đứng đầu bộ phận tình báo Abu Abdullah Motada. Chúng tôi biết rằng Hassan Seferin đã ở đó cùng ông ấy. Kết quả của cuộc không kích này vẫn đang được xem xét. Hezbollah đang cố gắng che giấu thông tin chi tiết. Khi biết thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật cho công chúng. Thông tin này trái ngược với tuyên bố trước đó ít giờ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khi khẳng định rằng thủ lĩnh mới Seferin của Hezbollah đã bị sát hại trong đợt không kích của Israel. Đồng thời, ông Netanyahu xác nhận người thay thế thủ lĩnh Seferin cũng đã bị sát hại song không nêu rõ danh tính. Thưa quý vị, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang phải đối mặt với những thách thức trong việc kiểm soát tình hình ở Trung Đông khi Israel có khả năng rơi vào một cuộc xung đột đa mặt trận với Hezbollah và Iran. Mới đây, Hussein Ibish, học giả cao cấp tại Viện các quốc gia vùng vịnh Ả Rập và là chuyên gia về các vấn đề Mỹ cho tờ The National của UAE nhận định rằng chính sách của Mỹ tại Trung Đông đang gặp khó khăn nghiêm trọng, đặc biệt là sau các sự kiện xảy ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Các hành động quyết đoán từ cả hai phía, đối tác thân cận nhất của Mỹ là Israel và đối thủ chính Iran đang làm lung lay mục tiêu kiềm chế xung đột ở Gaza mà Washington đã đặt ra. Cả Iran và Israel dường như đều đang thúc đẩy khu vực này hướng tới một cuộc xung đột đa mặt trận, điều mà Tổng thống Joe Biden đã nỗ lực để ngăn chặn. Sau ngày 7 tháng 10, chính quyền Biden đã xác định rằng lợi ích của Mỹ có thể chịu đựng những hậu quả phát sinh từ cuộc chiến ở Gaza. Tuy nhiên, Washington lo ngại rằng việc bị kéo vào một cuộc xung đột toàn diện sẽ mang lại nhiều rủi ro không thể lường trước được. Để kiềm chế sự leo thang của cuộc xung đột, Tổng thống Biden đã dành sự ủng hộ cho việc Israel tự do hành động ở Gaza, với hy vọng rằng điều này sẽ giúp họ giữ ổn định tại Liban. Trong thời gian từ tháng 8 năm 2024 trở về trước, chính sách này dường như đã có hiệu quả, mặc dù xuất hiện nhiều điểm nóng ở Syria, Iraq và các vụ tấn công tàu thuyền trên Biển Đỏ từ lực lượng Houthi ở Yemen, Israel vẫn chủ yếu tập trung vào Gaza mà không làm gia tăng xung đột tại Liban. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, thách thức lớn nhất đối với chiến lược của Mỹ lại đến từ chính Israel. Ngay sau các cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã kêu gọi một cuộc tấn công lớn chống Hezbollah, bất chấp những nỗ lực của Tổng thống Biden kêu gọi Thủ tướng Netanyahu tập trung vào Hamas. Israel và Iran đều nhận thấy rằng Tehran đã hưởng lợi từ tình hình tại Gaza, trong khi Israel đang cần một chiến thắng để phục hồi uy tín của các cơ quan an ninh quốc gia. Để đạt được các mục tiêu này, Israel dường như cho rằng việc tập trung vào Hezbollah, lực lượng quân sự hùng mạnh thân Iran sẽ mang lại cơ hội cao hơn. Trước đó, Israel đã có những hành động thận trọng nhằm gia tăng áp lực lên Hezbollah, làm cho Washington cảm thấy lo ngại nhưng không dám can thiệp mạnh mẽ. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, sự chú ý của Israel đã chuyển hướng trở lại phía Bắc, nhắm trực diện vào Hezbollah. Hôm 30 tháng 9 vừa qua, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công trên bộ qua biên giới phía nam của Liban nhằm đánh bật Hezbollah ra khỏi khu vực biên giới. Trước đó, cả Israel và Hezbollah đều không thực sự quan tâm đến các thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ đề xuất. Israel yêu cầu Hezbollah rút quân khỏi biên giới, trong khi Hezbollah yêu cầu một lệnh ngừng bắn tại Gaza.
Để tăng cường sức ép, Israel liên tục tấn công các vị trí của Hezbollah ở Iran và Syria. Hành động không kích của Israel đã làm suy yếu nghiêm trọng khả năng quân sự của Hezbollah, đồng thời gây ra thiệt hại nặng nề cho cơ sở hạ tầng và các thiết bị quân sự quan trọng của Iran. Tehran cuối cùng cũng phản ứng lại bằng cách thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn vào Israel đêm mùng 1 tháng 10. Dù được cho là không thành công, nhưng Israel có khả năng sẽ không dễ dàng chấp nhận lời kêu gọi kiềm chế từ Mỹ và tuyên bố có hành động đáp trả. Rõ ràng là Mỹ đang bị mắc kẹt giữa việc muốn kiểm soát Israel và nguy cơ bị kéo vào cuộc xung đột với Iran. Nếu Israel tiếp tục các hành động quyết liệt và Iran không nhượng bộ, cơn ác mộng về một cuộc chiến tranh khu vực đa mặt trận có thể xảy ra, buộc Washington phải can thiệp để bảo vệ Israel. Quân đội Israel thông báo đã phát hiện một đường hầm của Hezbollah chạy từ Liban vào lãnh thổ nước này và lượm vũ khí của nhóm vũ trang Hồi giáo thân Iran ở bên kia biên giới. Theo lực lượng phòng vệ Israel IDF, lúc phát hiện đường hầm ngắn chỉ dài khoảng 20 mét nói trên của Hezbollah chưa có lối ra trong lãnh thổ nước này, nhưng cắt qua đường địa phận định xanh do Liên Hợp Quốc công nhận khoảng 10 mét, khu vực phía tây của biên giới, gần làng Mawahin của Liban và ngay đối diện với cộng đồng Jarid của Israel. Báo Time of Israel dẫn tuyên bố ngày 8 tháng 10 của IDF nhấn mạnh không có thị trấn hoặc làng mạc nào của đất nước từng bị đường hầm trên đe dọa. Các chuyên gia Israel nhận định Hezbollah bắt đầu xây dựng đường hầm cách đây khoảng 2 năm. IDF đã nhanh chóng phát hiện ra kế hoạch nhưng ngấm ngầm theo dõi quá trình xây dựng cấu trúc bí mật này. Lực lượng biệt kích Israel đã xác định được vị trí thực tế của đường hầm trong các vụ tấn công ở miền nam Liban cách đây vài tháng. IDF thông báo đã lục soát đường hầm và tìm thấy lượng lớn vũ khí bên trong, bao gồm cả thuốc nổ và tên lửa chống tăng. Trong lúc thực hiện chiến dịch trên bộ chống Hezbollah ở miền nam Liban, binh lính Israel đã tận dụng cơ hội phá hủy đường hầm này. Cùng ngày, Sư đoàn 98 của IDF đã ra báo cáo tóm tắt một tuần hoạt động ở miền nam nước láng giềng. Thống kê đã loại bỏ hơn 200 chiến binh Hezbollah tại một số ngôi làng Liban giáp biên giới Israel. Đội hình tinh nhuệ gồm lính dù, các đơn vị biệt kích cùng lữ đoàn thiết giáp số 7 và đơn vị kỹ thuật chiến đấu Yahalom là lực lượng đầu tiên của Israel tiến vào Liban khi chiến dịch tấn công có giới hạn trên bộ chính thức bắt đầu vào ngày 30 tháng 9. Sư đoàn 98 của IDF tiết lộ đã phát hiện hàng trăm vũ khí tại các ngôi làng biên giới của Liban và sử dụng hơn 100 tấn thuốc nổ để phá hủy một số đường hầm của Hezbollah. Sư đoàn từng chiến đấu với phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza trong nhiều tháng, đánh giá Hezbollah là một nhóm vũ trang các tổ chức tốt hơn nhiều so với Hamas, nhưng chủ yếu hoạt động trên mặt đất, thay vì các đường hầm như nhóm đồng minh ở Gaza. Sư đoàn 98 cũng xác định Hezbollah còn sở hữu vũ khí tiên tiến hơn Hamas. Tuy nhiên, họ quả quyết vẫn chiếm ưu thế và đã thành công trong các nhiệm vụ chống nhóm vũ trang thân Tehran ở Liban. Phát biểu bên lề một hội nghị ở Tehran, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Arachi khẳng định nước này không muốn leo thang căng thẳng ở Trung Đông và ủng hộ các nỗ lực ngừng bắn, nhưng đã chuẩn bị đầy đủ cho xung đột. Đài RT đã dẫn lời ông Arachi nhấn mạnh, chúng tôi không sợ xung đột mà sẵn sàng cho mọi kịch bản. Các lực lượng vũ trang Iran cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Theo hãng thông tấn Mer, nhà ngoại giao hàng đầu Iran hôm 8 tháng 10 cũng cảnh báo Israel không nên thử thách ý chí của Tehran. Ông Arachi quả quyết, bất kỳ vụ tập kích nào vào Iran cũng sẽ phải đối mặt với phản ứng dữ dội. Trước đó, truyền thông khu vực đưa tin, quân đội Iran đã chuẩn bị ít nhất 10 kịch bản cho cuộc tấn công có thể xảy ra của Israel. Theo tờ Tehran Times, Quốc hội Iran đang soạn thảo hiệp ước kháng chiến nhằm tăng cường an ninh khu vực và chống lại các mối đe dọa tiềm tàng từ bên ngoài, đặc biệt là từ Mỹ và Israel. Hiệp ước quy định tất cả các quốc gia ký kết sẽ phải cung cấp hỗ trợ toàn diện, bao gồm cả hỗ trợ quân sự, kinh tế và chính trị, trong trường hợp bất kỳ nước thành viên nào bị Israel hoặc đồng minh tấn công. Trong 22 năm qua, lực lượng Israel đã lên kế hoạch cho thời điểm này, nhưng có vẻ như họ sẽ không tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran trong đợt trả đũa tiếp theo, hoặc họ sẽ không thành công nếu không có sự giúp đỡ của Mỹ. Hai năm trước, hàng chục máy bay chiến đấu của Israel đã gầm rú trên biển Địa Trung Hải, mô phỏng một cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Một cuộc tập trận mà lực lượng phòng thủ Israel công khai nói rằng đó là bài tập về bay tầm xa, tiếp nhiên liệu trên không và tấn công các mục tiêu ở xa. Mục đích của cuộc tập trận đó không chỉ đơn thuần là để đe dọa người Iran, nó còn được thiết kế để gửi một thông điệp tới chính quyền Tổng thống Biden. Không quân Israel đang tự huấn luyện để tiến hành hoạt động một mình, mặc dù khả năng thành công sẽ cao hơn nhiều nếu Mỹ với kho 30.000 quả bom phá bom ke tham gia cùng.
Trong các cuộc phỏng vấn, các quan chức cấp cao trước đây và hiện tại của Israel đã từng thừa nhận có những nghi ngờ về việc liệu quốc gia này có khả năng gây ra thiệt hại đáng kể cho các cơ sở hạt nhân của Iran hay không. Tuy nhiên, trong vài ngày qua, các quan chức Lầu Năm Góc đã băn khoăn với các câu hỏi liệu người Israel có đang chuẩn bị hành động một mình hay không, sau khi kết luận rằng họ có thể sẽ không bao giờ có được cơ hội như thế này nữa. Tổng thống Biden đã cảnh báo Israel không được tấn công các địa điểm hạt nhân hoặc năng lượng Iran, nói rằng bất kỳ phản ứng nào cũng phải tương xứng với cuộc tấn công của Iran vào Israel trong tuần trước. Như vậy, về cơ bản, ông thừa nhận rằng một cuộc phản công là phù hợp. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd Austin trước đó cũng đã nói rõ với đồng cấp Israel Yoav Gallant rằng Mỹ muốn Israel tránh các bước trả đũa có thể dẫn tới sự leo thang mới của Iran. Ông Gallant dự kiến sẽ gặp ông Austin tại Washington ngày 9 tháng 10. Nhiều khả năng đòn trả đũa đầu tiên của Israel đối với Iran sau các cuộc tấn công bằng tên lửa hôm 1 tháng 10 sẽ tập trung vào các căn cứ quân sự và có thể là một số địa điểm tình báo hoặc chỉ huy. Ít nhất là ban đầu, Israel có vẻ không nhắm vào cơ sở hạt nhân của quốc gia này. Sau nhiều lần tranh luận, những mục tiêu đó dường như đã được để dành cho sau này nếu Iran leo thang bằng các cuộc phản công khác. Tuy nhiên, có một lời kêu gọi đang nổi lên bên trong Israel, được một số người ở Mỹ hưởng ứng, đó là hãy nắm bắt thời cơ để đẩy lùi xa hơn. Có thể thêm nhiều năm nữa, năng lực của Iran về sản xuất đủ uranium làm giàu cấp vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ bắt đầu từ Tổng thống Biden đã phát động một cuộc chiến dịch nhằm loại bỏ những cuộc tấn công như vậy khỏi bàn đàm phán, nói rằng chúng không có hiệu quả và đẩy khu vực vào một cuộc xung đột toàn diện. Israel đã lập kế hoạch phá hủy hoặc làm tê liệt các phòng máy ly tâm khổng lồ, nơi hàng nghìn cỗ máy bạc cao lớn quay với tốc độ siêu thanh cho đến khi uranium đạt được đến vật liệu cấp bom, trong khi Tehran chính thức phủ nhận rằng họ đang tìm cách sở hữu bom trong những tháng gần đây. Một số quan chức và nhà bình luận Iran đã tranh luận gay gắt về việc liệu có một sắc lệnh do Đại giáo chủ Kali Khamenei ban hành vào năm 2003 cấm sở hữu vũ khí hạt nhân có nên được đảo ngược hay không. Trong khi đó, Iran đã tăng cường sản xuất uranium làm giàu đến độ tinh khiết 60%, chỉ thiếu một chút nữa là đạt cấp bom. Các chuyên gia tin rằng hiện tại nước này có đủ nhiên liệu để chế tạo 3 hoặc 4 quả bom, và việc đưa uranium làm giàu lên cấp độ bom ở mức độ 90% chỉ mất vài ngày. Mặc dù Natanz sẽ là một mục tiêu dễ dàng, nhưng việc tấn công vào đó sẽ là một hành động xung đột. Vì vậy, trong 15 năm qua, Mỹ đã thúc đẩy các hoạt động ngoại giao, phá hoại và trừng phạt, chứ không phải là ném bom, để dừng chương trình hạt nhân của Iran, và họ cũng tích cực ngăn cản Israel có được loại vũ khí cần để phá hủy một cơ sở máy ly tâm khác, được gọi là Fordo, xây dựng sâu trong lòng núi. Ngay trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào tháng 2 năm 2022, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã thúc giục Tổng thống Volodymyr Zelensky xây dựng một kế hoạch trong trường hợp ông bị sát hại hoặc bị bắt. Theo đoạn trích từ cuốn sách War, xung đột của nhà báo Mỹ, biên tập viên ở tờ báo The Washington Post, Bob Woodward. Đoạn trích được The Washington Post công bố vào ngày 8 tháng 10 cho biết, tác giả viết trong sách rằng, trong hội nghị an ninh Munich, bà Harris được cho là đã khuyến khích ông Zelensky hành động để ứng phó với mối đe dọa đang hiển hữu từ Nga. Cuốn sách trích lời bà Harris nói rằng, một trong những hành động này bao gồm việc lập kế hoạch kế nhiệm để đảm bảo sự ổn định nếu ông bị bắt hoặc bị sát hại. Hồi tháng 7, báo The Times đã đăng một bài báo tuyên bố rằng bà Harris đã bác bỏ đề xuất của Ukraine về lệnh trừng phạt phủ đầu đối với Nga chỉ vài giờ trước khi cuộc xung đột bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Vào tháng 9, bà Harris đã chỉ trích các đề xuất của ông Donald Trump liên quan đến Ukraine, nhấn mạnh rằng chúng phù hợp với các đề xuất của ông Putin. Trong sách, tác giả cũng nói về những mối liên hệ cá nhân được cho là của chính trị gia Mỹ với Tổng thống Nga Putin. Bên cạnh một số điều khác, Woodward đã cáo buộc rằng trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch COVID-19 vào năm 2020, Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Donald Trump đã gửi thiết bị xét nghiệm virus corona cho ông Putin để ông sử dụng cho mục đích cá nhân. Ban vận động tranh cử của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa tuyên bố rằng những tình tiết được mô tả trong cuốn sách hoàn toàn không đúng sự thật và gọi tác giả là một kẻ điên rồ thực sự. Lên tiếng về cáo buộc của Woodward, bà Harris phát biểu với báo chí hôm 8 tháng 10, đây là ví dụ rõ ràng gần đây nhất về việc ông Trump là người như thế nào khi bí mật gửi các bộ xét nghiệm COVID để cá nhân ông Putin sử dụng đến Nga, đối thủ của Mỹ, trong khi chính ông ấy lại nói rằng người Mỹ nên tiêm thuốc tẩy. Bà Harris đang nói trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình phát thanh Howard Stern.
khi chỉ trích ông Trump với cáo buộc có liên hệ với ông Putin. Bà Harris đã gọi Tổng thống Nga là kẻ độc tài sát nhân. Điện Kremlin trước đó đã tỏ ý tiếc rằng Nga và cá nhân Tổng thống Nga lại là một phần không thể thiếu trong cuộc đấu tranh chính trị ở Mỹ. Một trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo Kiev không còn kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần 2 vào tháng 11 năm nay nhằm chấm dứt xung đột với Nga nữa. Tổng thống Zelensky đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế đầu tiên tại khu nghỉ dưỡng Luzhny của Thụy Sĩ vào hồi tháng 6 để tìm kiếm sự ủng hộ cho kế hoạch hòa bình của mình, gồm 10 điểm mà Moscow đã bác bỏ, sự kiện phía Nga không được mời tham dự và đã không đạt kết quả như mong muốn của Kiev. Ukraine và các đồng minh ban đầu dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ 2 vào tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, theo đài RT, phát biểu trước truyền thông hôm 8 tháng 10, Daria Zarifa, cố vấn cao cấp của ông Zelensky, cho biết rằng kế hoạch này hiện đã bị hủy bỏ. Đồng thời lưu ý rằng công tác chuẩn bị cho một hội nghị vào thời điểm khác vẫn đang tiếp tục với các cuộc họp chuyên đề dành riêng cho từng thời điểm trong kế hoạch hòa bình để mọi thứ sẵn sàng cho sự kiện. Quan chức này tiết lộ, cuộc họp chuyên đề cuối cùng nhằm giải quyết các mối quan tâm nhân đạo sẽ diễn ra tại Canada vào cuối tháng 10. Mới đây, trong bài giảng công khai đầu tiên sau gần 5 năm, Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei đã bảo vệ các hành động chống lại Israel của trục kháng chiến, bao gồm Hezbollah ở Liban và nhóm Hamas của Palestine. Theo Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei, cuộc tấn công bất ngờ vào Israel do Hamas phát động năm ngoái là một bước đi hợp lý và hợp pháp nhằm đánh bại chế độ phục quốc Do Thái, độc hại và hèn nhát. Lãnh tụ Iran tuyên bố, các cuộc tấn công đó là chính đáng vì chúng hợp lý và hợp pháp nhằm mục đích tự vệ chống lại kẻ áp bức. Nhà lãnh đạo này cũng nói thêm rằng nguyên tắc đó được luật pháp quốc tế công nhận. Nhà lãnh đạo Iran biện minh cho cuộc tấn công vào Israel với khoảng 200 tên lửa đạn đạo hôm 1 tháng 10 là hình phạt nhẹ nhất với tội ác mà Israel gây ra. Iran tuyên bố vụ tấn công là nhằm đáp trả vụ sát hại thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và những người khác. Ngày 7 tháng 10, đánh dấu một năm kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự của Israel ở dải Gaza nhằm đáp trả cuộc tấn công bất ngờ của Hamas ở miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến khoảng 1.100 người thiệt mạng và hơn 200 người bị bắt làm con tin. Bộ Y tế dải Gaza cho biết hồi đầu tuần rằng chiến dịch của Israel tại vùng đất này sau nhiều năm phong tỏa Gaza trên thực tế đã khiến hơn 41.000 người Palestine thiệt mạng. Căng thẳng giữa Israel và các nước Hồi giáo láng giềng đã gia tăng trong chiến dịch ở dải Gaza, khi cả Iran và Hezbollah đều ủng hộ Hamas và Palestine. Đầu tháng này, cuộc xung đột bước vào giai đoạn mới khi Israel tiến hành chiến dịch trên bộ ở Liban. Để trả đũa, Iran đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa lớn vào Israel trong tuần này. Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei nói trong bài giảng của mình rằng, người Palestine, giống như mọi người dân, có quyền bảo vệ đất đai, quê hương, đất nước và lợi ích của họ trước những kẻ xâm lược. Và logic này được luật pháp quốc tế ủng hộ. Ông Khamenei nói thêm rằng, những người giúp đỡ người Palestine và hỗ trợ họ chỉ đơn thuần là làm nhiệm vụ của mình. Ông Khamenei nói, đây là quy tắc của đạo Hồi, quy tắc của lý trí và logic quốc tế và toàn cầu. Người Palestine đang bảo vệ đất đai của họ, việc bào chữa của họ là chính đáng và việc giúp đỡ họ cũng hợp lý và hợp pháp. Ông Khamenei lên tiếng bảo vệ cuộc tấn công tên lửa gần đây của Iran vào Israel, nói rằng đó là hình phạt tối thiểu đối với chế độ Do Thái khát máu và chiếm đoạt. Thành tích duy nhất của họ là đánh bom nhà cửa, trường học, bệnh viện và trung tâm tập trung dân sự ở dải Gaza. Ông Khamenei tiếp tục nói rằng Iran sẽ thực hiện mọi nghĩa vụ cần thiết để chứng kiến Israel bị đánh bại, đồng thời tuyên bố rằng Israel chỉ có thể sống sót được lâu như vậy nhờ sự hỗ trợ của các đồng minh ở phương Tây. Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei nói, chế độ này hành động giống như những con sói hoang của Mỹ trong khu vực. Thực thể độc hại và hèn nhát này hầu như không thể tồn tại nếu không nhờ sự hỗ trợ của Mỹ và nó sẽ không tồn tại được lâu. Ông Khamenei nhấn mạnh vấn đề chính ở Trung Đông là sự can thiệp của nước ngoài, bởi các quốc gia trong khu vực có khả năng thiết lập an ninh và hòa bình nếu được để yên. Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei chỉ trích sự can dự và hỗ trợ của Mỹ đối với Israel, cho rằng Mỹ chưa bao giờ muốn hòa bình ở Trung Đông, mà thay vào đó đang theo đuổi mục tiêu biến Israel thành công cụ chiếm đoạt toàn bộ tài nguyên thiên nhiên trong khu vực và đầu tư vào các cuộc xung đột lớn trên toàn cầu.
Truyền thông quốc tế đã phân tích hình ảnh vệ tinh và đưa ra một số kết luận quan trọng về mức độ thiệt hại sau đòn tấn công bằng hàng trăm tên lửa đạn đạo của Iran vào Israel. Theo đó, truyền thông Israel chỉ cung cấp thông tin hạn chế về tác động từ cuộc tấn công bằng 200 tên lửa đạn đạo của Iran vào ngày 1 tháng 10. Song truyền thông quốc tế đã hé lộ mức độ thiệt hại cũng như năng lực của dàn tên lửa đạn đạo Iran. Theo tờ Times of Israel, trong cuộc tấn công vào Israel hồi tháng 4, Iran đã sử dụng kết hợp 36 tên lửa hành trình, 185 máy bay không người lái UAV và khoảng 120 tên lửa đạn đạo. Nhưng trong cuộc tấn công diễn ra vào tối ngày 1 tháng 10, Iran chỉ sử dụng tên lửa đạn đạo với con số gần 200 tên lửa. Đáng nói, khoảng 20 tên lửa trong số này đã bị đánh chặn hoặc bị vô hiệu hóa trước khi xâm nhập vào không phận Israel. Còn khoảng 180 tên lửa Iran đã tiến vào trong lãnh thổ Israel. Đánh giá của truyền thông quốc tế nhận định, tên lửa mà Iran sử dụng trong cuộc tấn công mới nhất vào Israel có thể là Fatah hoặc Kaibar Sikan. Trong đó, tên lửa Fatah được Iran công bố vào tháng 6 năm 2023. Nó được cho là có thể đạt tốc độ Mach 5, có tầm bắn lên tới 1.400 km. Phía Iran từng cho biết, Fatah có thể vượt qua các hệ thống phòng thủ, tấn công chúng và dọn đường cho chuỗi tên lửa đạn đạo tiếp theo làm nhiệm vụ. Còn tên lửa Kaibar Sikan có tốc độ di chuyển từ Mach 2 đến 3. Nó được trang bị hệ thống cánh để cải thiện độ chính xác hoạt động, cùng tầm bắn là 1.400 km. Khi số lượng lớn tên lửa được phóng đi với tốc độ cao, các hệ thống phát hiện và đánh chặn có thể gặp khó khăn trong việc xử lý cùng lúc. Do đó, một trong những chiến lược của Iran là phóng số lượng lớn tên lửa cùng lúc vào một mục tiêu cụ thể của đối phương. Theo báo chí nước ngoài, căn cứ không quân Nevatim ở phía nam Israel là một trong những mục tiêu chính trong đòn tấn công từ Iran. Theo đó, 32 tên lửa Iran đã bay tới các khu vực trống, các công trình và cánh đồng xung quanh căn cứ. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ Israel IDF nhấn mạnh không có chiến đấu cơ nào của nước này bị hư hại trong cuộc tấn công của Iran. Dựa trên các cảnh quay video được đăng trên mạng xã hội, các chuyên gia quốc tế cũng đã ghi nhận những cuộc tấn công khác xảy ra gần trụ sở Mossad ở khu vực Glilot và các công trình bên trong căn cứ không quân Chernov nằm gần thành phố Rehovot. Sau 6 tháng kể từ cuộc tấn công hồi tháng 4, Iran đã điều chỉnh và cải thiện chiến lược tấn công. Theo đó, Iran từ bỏ các cuộc tấn công bằng UAV để chuyển sang phóng tên lửa đạn đạo và chỉ mất khoảng 12 phút để bay đến lãnh thổ Israel. Dù quân đội Iran đã nhắm vào các căn cứ của IDF nhưng vẫn không vô hiệu hóa được các lực lượng của Israel. Tuy nhiên, một số người cho rằng trong lần tới, Iran có thể sẽ cố gắng tấn công các cơ sở năng lượng của Israel, mà nhiều cơ sở trong số này nằm gần các trung tâm dân cư. Theo báo chí nước ngoài, dường như các hệ thống phòng thủ của Israel đã dễ bị tổn thương hơn trong các cuộc tấn công của Iran vào ngày 1 tháng 10. Theo đó, khoảng 80% tên lửa Iran được báo cáo đã bị đánh chặn. Tỷ lệ này thấp hơn so với hồi tháng 4, khi IDF tuyên bố tỷ lệ đánh chặn là 99%. Tuy nhiên, tỷ lệ đánh chặn thấp hơn có thể là do nhiều tên lửa Iran đã bay tới các vùng đất trống, nơi chúng có thể gây ra ít hoặc không gây ra thiệt hại cho Israel. Một yếu tố khác là Israel quyết định không cố gắng đánh chặn tất cả 180 tên lửa Iran đang bay tới do kho dự trữ tên lửa đánh chặn Erol-2 và Erol-3 chỉ có giới hạn. Nói cách khác, IDF có thể đã chọn giữ lại các tên lửa đánh chặn để đối phó với các cuộc tấn công tiềm tàng trong tương lai của Iran nhằm vào các trung tâm dân cư. Thêm một yếu tố được tính tới là mức chi phí cho vũ khí, cụ thể là chi phí sửa chữa nhà chứa máy bay hoặc đường băng bị hư hại tại các căn cứ không quân là thấp hơn nhiều so với chi phí sử dụng tên lửa đánh chặn Erol.